Xin chào các bạn thân mến. Buffapen là một trong những thương hiệu Việt xuất hiện từ năm 2007. Cho đến nay thì hãng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm ở thị trường điện thoại cơ bản và smartphone ở phân khúc tầm trung. Mới đây nhất, Buffapen vừa mới ra mắt chiếc điện thoại B42, thời lượng pin dài, kim sạc dự phòng với mức giá thì chưa đến 400.000 đồng khi bạn mua tại Hoàng Hà Mobile. Ngay bây giờ thì mình sẽ mở hộp chiếc máy đáng yêu này. Đầu tiên là mình sẽ có chiếc điện thoại và máy của mình có màu trắng và đỏ. Bên dưới này là cáp OTG. Thật là bất ngờ khi mà cả những sản phẩm cơ bản như Buffapen mà vẫn được trang bị cáp OTG. Còn đây là viên pin rất nặng của máy với dung lượng lên đến 3.500 mAh. Một tai nghe màu đen. Đây là một củ sạc. Buffapen B42 có một thiết kế rất cổ, nên là mình nhớ đến những chiếc điện thoại cách đây gần 10 năm. Với một phần vỏ được làm hoàn toàn từ nhựa này, màn hình bé, bàn phím bấm quen thuộc một thời. Nói như vậy thôi chứ thật sự thì những thiết kế như thế này làm mình lúc nào cũng thấy dễ chịu. Nó cực kỳ dễ sử dụng, kích thước nhỏ nhắn và chắc chắn. Máy có 4 góc được bao tròn, phần lưng cong, lớp vỏ nhựa chống bụi và vân tay cực kỳ tốt. Việc phối hợp hai gam màu trắng và đỏ này giúp làm máy trẻ trung hơn nhiều. Các phím bấm này có độ nảy rất tốt. Ở mặt đằng trước chúng ta sẽ có một loa thoại. B42 chính là tên của sản phẩm này. Logo của Buffapen. Bên dưới này là các phím bấm. Cạnh phải của chúng ta không có gì. Và tương tự cạnh trái cũng vậy. Phía bên trên là một đèn. Bên dưới ta có sạc cắm tai nghe 3.5mm, cổng micro USB và microphone. Ở mặt đằng sau này là một camera VGA, loa ngoài và logo của Buffapen. Mình sẽ tháo chiếc nắp lưng này ra. Bên trong này chúng ta sẽ có hai khe để cắm thẻ SIM và kích cỡ của nó đều là SIM thường nhé. Và một khe còn lại là để cắm thẻ nhớ. Buffapen B42 sở hữu một màn hình 2,4 inch. Độ phân giải của nó là 240x320px và sở hữu một tấm nền TFT. Hình ảnh mà mình thu được từ chiếc máy này đương nhiên là không thể nào so sánh được với những chiếc máy smartphone. Tuy nhiên thì mình vẫn thấy nó hoàn toàn đủ dùng đối với những người mà không cần yêu cầu cao mà có độ sáng tốt, dễ nhìn. Góc nhìn của máy lại khá rộng, nên là mình có cảm giác rất mới lạ. Với bộ nhớ trong 32MB và hỗ trợ thẻ nhớ 8GB, mình nghĩ như vậy là hoàn toàn đủ dùng. Bạn có thể lưu hơn 1.000 số điện thoại và một lượng bài hát nhỏ. B42 cho chúng ta những ứng dụng giải trí cơ bản nhất như là phải nghe nhạc, ghi âm hay nghe đài FM, có thể chụp ảnh. Còn đối với phần game thì nhà sản xuất đã trang bị cho bạn game gián huyền thoại. Và đã từ rất lâu rồi mình không còn chơi những game như thế này nữa. Đúng là cảm giác của nó vẫn chẳng khác gì hồi cấp 3 luôn, cực kỳ khốn đốn luôn. Vậy mình sẽ chơi thử nhé. Bắt đầu chơi. Đây là mình đang để ở mức độ dễ nhất, nhờ nó mới chậm cái này thôi. Chiếc máy này gây ấn tượng mạnh khi nó sở hữu một viên pin khủng là 3.500 mAh. Thời gian chờ của nó có thể lên tới 45 ngày. Để tận dụng cục pin này thì Buffapen còn trang bị cho nó chức năng sạc dự phòng, tặng kèm với nó là cáp chuyển đổi USB. Bạn có thể sử dụng cho việc sạc pin điện thoại di động. Nhà sản xuất đã dùng một câu châm ngôn để miêu tả thời lượng pin như sau: đi vòng quanh thế giới chỉ một lần sạc. Mình nghĩ rằng chiếc máy này cực kỳ phù hợp đối với những ai thích sự đơn giản, không khoa trương cầu kỳ. Đặc biệt là máy này cực kỳ dễ dùng đối với những người lớn tuổi chưa có thói quen hay dùng smartphone. Mình là Hoàng Anh, cảm ơn các bạn đã xem clip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.